Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành Điện Thứ Bình. Làm thế nào để một phút quý vị và các bạn có thể tự biết được cách cô lập bệnh một chiếc TV Samsung của gia đình nhà quý vị và các bạn hỏng? Vậy thì video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn một chút kinh nghiệm để quý vị và các bạn sẽ tự biết được chiếc TV Samsung của gia đình nhà quý vị và các bạn tự nhiên mất hình, tự nhiên hỏng thì chiếc TV này hỏng gì? Thì quý vị các bạn chỉ dành một phút xem video này để quý vị các bạn biết được. Quý vị và các bạn có thấy không ạ? Một chiếc TV Samsung của khách hàng này thì với hiện tượng là đèn đỏ ở mắt nhận thì nhấp nháy như thế này. Và dường như chiếc TV này muốn khởi động nhưng mà không thấy hình đâu. Và sao ạ? Đèn đỏ cứ nhấp nháy như thế này. Việc mở nắp chiếc TV Samsung mà không có thì tôi đã hướng dẫn các bạn rất nhiều rồi. Và không có gì gọi là khó khăn. Sau khi mà tôi mở nắp chiếc TV Samsung này ra thì bất kỳ bên trong một chiếc TV Samsung nào thì nó thường nó sẽ có hai bo, bo chính và bo nguồn của TV. Vậy thì bây giờ thì cái cách cô lập bệnh như thế nào? Thì các bạn là người dùng hoặc các bạn là anh em thợ mới vào nghề thì quý vị và các bạn hãy làm theo cách của tôi. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ tìm đến cái jack nguồn của TV. Và quý vị các bạn sẽ cung cấp nguồn cho TV đúng không ạ? Khi mà các bạn cắm nguồn cái TV vào này thì chiếc TV này các bạn xem ở đằng sau nó sẽ có cái đèn đỏ nó khởi động và lúc này thì nét sẽ sáng. Nét sẽ sáng như chiếc TV này ấy, thì cái ban bệnh là tôi cũng chưa biết nó hỏng điều gì. Thì tôi chỉ biết cái đèn đỏ nhấp nháy này và khởi động này. TV khởi động xong ngắt, TV khởi động xong ngắt. Vậy thì cái cách cô lập trên dòng sản phẩm của TV Samsung thì quý vị các bạn hãy cô lập từng bước như sau. Đấy nha. Cái hiện tượng là tắt bật, tự tắt tự bật như này đồng nghĩa rằng là một trong những cái thiết bị ở trong chiếc TV này nó đang bị chạm chập. Vậy thì cô lập kiểu gì để phát hiện được chiếc TV đang chạm chập ở khu vực nào? Rồi, rút nguồn điện này. Đấy, các bạn là người dùng các bạn cũng sẽ làm theo cách của mình nhá. Đầu tiên các bạn sẽ rút cái cáp nguồn cấp cho bo chính của TV. Thì cái nguyên lý hoạt động của chiếc TV Samsung ấy thì khi mà tôi rút cái jack nguồn cấp cho bên chính thì chiếc TV sẽ tự động, cái bo nguồn của TV sẽ tự động nó chạy. Lúc này thì nét sáng ạ, đúng không ạ? Nét sáng như này thì tôi đã loại trừ trường hợp mà TV hỏng nét. Và nguồn đã chạy như này rồi thì 90% là chiếc bo nguồn này hoạt động tốt rồi. Rồi, bước tiếp theo lại rút nguồn ra nhá các bạn nhá. Và quý vị và các bạn sẽ cắm trả hồ mình cái jack, gọi là cái jack nguồn cấp cho main chính hoạt động. Lúc này thì quý vị các bạn sẽ tiếp tục cô lập bệnh một cách gỡ cáp cấp cho màn hình. Có nghĩa là sao ạ? Khi mà có sợi cáp này thì cái tín hiệu màn hình để có hình ảnh thì phải qua sợi cáp này để đưa lên những cái tab màn hình. Sau đó là quý vị và các bạn mới xem được hình các bạn nhé. Vậy thì khi tôi gỡ cái cáp màn hình này ra thì chiếc TV này có chạy không ạ? Đèn đỏ các bạn này. Đèn đỏ có TV nháy phát. Rồi, ok chưa? Và quý vị các bạn nhìn đằng sau này. Nhìn đằng sau của TV này. Rồi. Nét cũng chạy luôn. Nét cũng chạy luôn. Ok chưa? Vậy thì tại sao cắm cái cáp này mà TV nó cứ tắt, nó khởi động, tắt khởi động với dòng sản phẩm TV Samsung? Vâng. Vậy thì tôi phản đoán rằng chiếc TV này đang chập màn hình. Chập màn hình. Khi cắm cáp vào thì màn hình nó chập. Nó chập thì nó sẽ ngắt. Rồi, vậy là tôi đã tìm kiếm được cái ban bệnh của chiếc TV này. Hiện tượng này hỏng màn hình. Bo nguồn không hỏng, bo chính không hỏng. Đây là cách cô lập bệnh rất đơn giản. Vậy thì tiếp theo thì trên màn hình có cái gì để cô lập hay không? Thì các bạn hãy nhìn tiếp này. Ở trên màn hình này ấy, đây, tôi mở loa TV này ra này. Tôi mở này tôi để ra ngoài đi để các bạn sẽ dễ quan sát nhá. Mở để ra ngoài. Thì ở trên màn hình này này, đây là các bạn xem này. Nó cũng có như sợi cáp. Nếu không có thì các bạn không thể cô lập được. Còn nếu có các bạn sẽ cô lập như mình xem sao. Để biết được bên này hỏng hay bên màn hình này hỏng. Đúng không ạ? Rồi, mở một cáp ra này. Mở cáp ra nhá. Ok chưa? Mở cáp ra rồi ấy, thì quý vị các bạn sẽ cắm trả cáp bo chính này. Cắm trả cáp bo chính là sao? Để tín hiệu màn hình nó sẽ đưa xuống dưới này. Đúng không ạ? Sẽ đưa dưới này.
Thì lúc này tôi mở một cáp này ra thì màn hình nếu mà bên này chập thì bên này nó sẽ lên được hình. Còn nếu mà bên này chập thì chắc chắn nó sẽ không lên được hình. Ok chưa? Để biết được là màn hình đang chập bên này hay bên này, để các bạn sẽ sửa bên này hoặc bên này. Rồi. Cắm nguồn này. Các bạn xem ạ. Khi ta cắm nguồn thì chiếc TV cũng bắt đầu khởi động. Đấy. Và sao ạ? Rồi. TV khởi động và cũng không thấy ngắt màn. Vậy thì tôi khẳng định với quý vị các bạn rằng hiện tượng như này thì một nửa màn hình này nó thường nó sẽ chạy và bên này nó sẽ chập bên này. Tôi để cái máy quay ra xa. Và tôi sẽ dựng cái màn hình lên để quý vị các bạn xem cái phán đoán của tôi có đúng hay không nhá. Vâng, quý vị các bạn sẽ thấy một bên nó lên được nửa màn hình đúng không ạ? Nửa màn hình của một chiếc tivi này nó lên được bình thường này. Đấy. Ok chưa? Vậy là tôi đã phán đoán bệnh đúng không ạ? Rồi. Quay trở lại chiếc tivi. Thì khi mà tôi mở một bên táp màn hình này ra thì bên này nó lên được hình. Bên này lên được hình. Và bên này thì không lên được hình. Thì chứng tỏ rằng là chiếc tivi này đang chạm chập phía màn hình ở bên này. Đúng không ạ? Còn bên này thì không hỏng. Vậy thì là một người thợ thì tôi sẽ sửa chiếc tivi này ở cái táp bên này. Xem xong cách cô lập bệnh của tôi thì quý vị các bạn chỉ cần một phút, quý vị các bạn cũng đã tự cô lập được để biết được cái khu vực hư hỏng của chiếc tivi nhà quý vị và các bạn đang hỏng gì rồi đúng không ạ? Và chiếc tivi này như tôi kiểm tra trên dòng sản phẩm tivi Samsung thì nó đang hỏng một bên màn hình mà màn hình đang chập. Và cái vấn đề sửa được hay không thì lúc này thì chúng tôi sẽ cần phải sửa chữa. Nhưng mà quý vị các bạn cũng biết cách cô lập bệnh thì thường là 90% là quý vị các bạn cũng sẽ rất là yên tâm khi mà quý vị các bạn biết được tivi hỏng gì khi mà quý vị các bạn mang đi sửa. Hoặc anh em thợ mới vào nghề, các bạn sẽ cô lập được bệnh thì quý vị các bạn sẽ tìm được cái hiện tượng hư hỏng của chiếc tivi một cách chính xác nhất để quý vị các bạn sửa chữa cho khách hàng. Các bạn sẽ... Và quý vị và các bạn xem. Và đây là kết quả sau khi mình đã cô lập bệnh cũng như mình đã sửa chữa thành công một chiếc tivi bị chập màn hình. Các bạn có thấy ok không ạ? Vậy thì chẳng may chiếc tivi Samsung của quý vị và các bạn cũng hỏng thì quý vị và các bạn hãy dành một phút để cô lập bệnh để biết được chiếc tivi của gia đình nhà quý vị và các bạn hỏng gì xem sao. Và quý vị và các bạn xem video của mình, các bạn thấy đúng hay tiện ích thì các bạn hãy đăng ký kênh và chuông báo để theo dõi video mới nhất hàng ngày. Còn bây giờ thì tôi sẽ đóng nắp chiếc tivi này và tôi sẽ trao trả chiếc tivi này cho khách hàng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.